nó hơi phê sóng tí. Sau một lúc thì bắt đầu bắt được con sới bưởi này anh em ạ. Đây, sáng sớm anh đã đi để bắt được những con cá này rồi này. Mấy anh em đang nướng chân gà cả nhà ơi. Nhìn hấp dẫn ghê. Ui. Tiếc. Tiếc. Ok tiếc. Giờ chỗ này 200 cá. Trời. Thực sự là ở trên cái bè này anh em ạ, nó lắc 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 hơi phê tí. Good morning cả nhà, sáng rồi mấy anh vừa đi kéo lưới về. Ngoài ra thì bắt được mấy con cá mực này, mấy con tươi nguyên này. Chỗ kia có mấy anh đang kéo vào kìa. Mình tối qua mình ngủ ở đây thức giấc 2 lần anh em. Nó hơi phê sóng tí. Nhưng bây giờ thì hết rồi, quen rồi. Mọi người nhìn cảnh vật xung quanh nhé. Đây, sáng sớm mình đã đi để bắt được những con cá này rồi này. Đích nhiều anh đang cả nhà. Bọn cá này là mình bắt ở đâu anh? Đó. Chỗ này này. Đó nó cái ngoài cái rửa đây. À cái kia mình kéo lên hả? Đúng rồi. Anh em biết xé thùng mì tôm làm gì không? Bên này sẽ ra góc này để nuôi cá anh em ạ. Anh ấy bảo là trên bè không có chỗ nào thì phải tự đi với góc xe ở ngoài đây luôn anh em ạ. Thề với anh em là mình đã từng đi vệ sinh rất nhiều nơi mà chưa bao giờ đi cái kiểu như này anh em ạ. Ngồi bám một cái này sợ rớt vãi. Đây, ở nhà này, xem mình nhận được một đống cá rồi này. Chỗ này là một đống cước này. Đây là mấy con mai biển. Bên này thì được 130 cá mực. Anh ấy kéo từ cái kia kéo lên này cả nhà. Tầm mấy anh em sẽ tiếp tục di chuyển đánh bắt cá cả nhà. Phút chạy xuồng bây giờ thì mấy anh em đã tới nơi để kéo rồi. Ra giữa biển luôn. Đây, kéo lưới đây anh em. Được con cá đầu tiên anh em ạ. Cái này mình thả lúc nào anh? Hôm qua. Sáng qua hay chiều à? Sáng. Xong rồi sáng mình lại đi kéo. Biển nó êm lắm. Cái đầm nó hay có. À, đánh ghẹ mà. Bắt con ghẹ hả? Em tưởng con ghẹ thì nó phải ở dưới tận đáy chứ. Cái này nằm dưới đáy mà. Cái này nằm dưới đáy luôn. Ừ. Wow. Sau một lúc thì bắt đầu bắt được con sới bưởi này anh em ạ. Bắt con này luôn anh. Đúng. Sao vậy? Bên cứ biệt làm biệt chế biến được. Không biết chế biến anh. Bỏ quá chi. Cả nhà. Mỗi lần đi qua những cái này là mình phải chui qua lưới của người khác mọi người ạ. Đấy. Bước qua. Ok. Với anh em đang di chuyển đi về cả nhà. Hôm nay thì không được nhiều, giờ đúng một con. Do sóng biển nó không vỗ nên không có cả nhà. Với anh em đang di chuyển về bè đây. Bè là mình ở góc này. Tới bè rồi mọi người ơi. Nhiều lắm anh Thái ạ. Sau khi mà mình đi biển được khoảng 45 phút đồng hồ, bây giờ mình lại tiếp tục bị ngáo sóng, hay gọi là say sóng. Rất là khó chịu. Khi bạn lênh đênh trên biển mà bị ngáo sóng, hãy chạy vô bè hoặc tìm một cái mặt phẳng gì đó và nằm xuống. Nó sẽ hết ngáo sóng, hay người ta gọi là say sóng ấy. Trong cái lúc mà mình bị ngáo sóng đang nằm nghỉ thì anh ấy làm cho mình một tô mì cả nhà ơi. Cảm ơn anh Huy nhiều nha. Mang anh.
Bây giờ là đói lắm rồi cả nhà. Nhìn hấp dẫn quá. Mời cả nhà nha. Quẩy đi với, quẩy đi với. Có những con mực nó nhỏ tí tí này cả nhà ơi. Cả nhà ơi, bây giờ di chuyển về nhà thôi. Thôi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Một anh, hai, ba, bốn, năm. Năm anh. Cả mình là sáu trên một cái thuyền cả nhà. Trong mặt mọi người nhìn thấy là núi đẹp thế này. Trên kia là những cái đám mây to đùng luôn. Bye bye đảo Yến. Vậy anh em bây giờ là kéo cái thuyền bè này về mọi người ạ. Hay là mình sẽ ngồi trên đây luôn. Cả nhà có nhìn thấy con sứa không? Con sứa này. Đấy nó này. Cái kia giống kiểu nó để hớt ruộng anh. Nó có cái hình cái trạng ngang như này cả nhà. Sau rồi bắt đầu nó cứ đi này, nó hớt lên này, hớt lên này, múc lên. Đây rồi, mấy anh em dùng cái thuyền to này để kéo cái bè to đùng này về cả nhà. Wow. Thế với cả nhà tích cực luôn đấy. Ok, mấy anh em bây giờ di chuyển về cả nhà. Anh đang chèo thuyền kìa. Cái thuyền này là của Tí He anh em ạ. Anh em ơi, lên bờ rồi. Hết cảm giác phê sóng rồi. Mấy anh bảo là vui không thì ở đây một tháng luôn. Này, cái này hay chưa? Sao có biết con say? Có xem luôn cô. Lên trên đất liền rồi vẫn còn bị ngao sóng cả nhà. Hơi mệt tí. Anh rắn gà mời cả nhà này. Chiều nay là mấy anh em đi nướng chân gà cả nhà. Lý do là bởi vì chỉ sửa video mãi không xong. Cộng với một cái là bị ngáo sóng ấy, say sóng anh em. Nên là mình phải ở đây. Anh đang cho nước để giã đông rồi nhá. Ok anh em nha, mấy anh em đang làm gà đây. Cắt đôi ra xong rồi chặt đập ra cả nhà. Đây, gà đây anh em. Rất là nhiều chân gà luôn, tha hồ ăn nha. Chay Quảng Bình đó. Mẹ ta là ni. Ê ê ê ê. Ơ ơ ơ. Mày nhà no nho nhá. Này, chăm sóc xong miếng. Uy tín luôn. Đầu bếp chuyên nghiệp. Đấy, chân gà cắt đôi ra cả nhà. Xong rồi cho mắm muối và canh vào. Bàn tên phang trong trẻ gà. Chân gà nhà. Đây con gì anh? Cắt bò này á. Anh công anh cả nhà. Là học tiếp tế. Chai này. Ai à, uy tín nhỉ? Ta hân hẹn tài trợ chương trình này. Chân gà cứ nhộm hết rồi vậy. Tên đèn. Nhìn hấp dẫn ghê. Ui. Mưa thì mưa. Ok chung. Rất bay. Mưa gì đầm. Ôi đầm. Mưa gì đầm. Ui dồi. mười cả hai. Ok, chúc mừng em. Phải điểm. Ui. Anh bên con cá. Đây, một. Ôi. Bự đá tí to. Bốn, năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Con cá được. Mười một. Chưa nhanh chưa anh dần
nó biết chín cái nữa. Chín cái. Lâu rồi đấy bác, ở một cái nữa là thành 8 cái rồi. Ngày một ai lắm chứ ơi. Gì đấy à? 8 cái. Chốt kèo. Năm thêm năm. Chốt từ năm thêm năm. Thêm một con gà. Thêm 10. Thêm, anh thêm 10. Ba đây cho mọi người xem này. Ơi, ơi. Thêm 10. Một là úp yếu thì bỏ. Anh nói thẳng luôn, yếu thì bỏ. Bùng tôi mi. Yếu thì bỏ. Yếu thì bỏ. Yếu thì bỏ. Anh nói thế là anh yếu thì bỏ. 10 thêm 10 cho mi. Mi. Theo. Anh thêm lại 10 tiếp, anh thích cùng nhiều. Gớt gớt. Anh thích 10, bài này mà. Bài này đừng lén. Đừng lén. Chơi. Thêm lại 10. Chơi luôn. Thêm 10. Ok. Thêm 10 rồi. Anh thích thêm. Phải 6 cái rồi. Anh thích thêm. Tiếp. Tiếp. Anh thích thêm. Ok, tiếp. Giờ chỗ này. 200 cái. Chơi. 10 bài. Bảo 10 bài. Anh quăng. 8 điểm. 10 đi. 200 cái. Đúng ạ. Đúng ạ. Con chơi con chịu nhá. Con chơi con chịu nhá. Con chơi con chịu. 200 cái. 200 cái. Vùng 200 cái. Bỏ cái tay ra. Đúng. Con trai kìa mà, con chơi con chịu. Rồi, ok, thằng này. Thôi anh. Rồi. Không, bây giờ thua Thao nó. Thao nó 50 cái. Rồi búng đi. Thao nó. Ôi chay, anh bỏ chay đi. Đưa tay. Bố anh bỏ chay đi. Chay lắm khoảng 100 cái. Anh bỏ chay. Con chơi con chịu nhá. Năm mấy cái rồi? À tôi. Đứng là 20 rồi, 10 cái. 20. 20 cái. 20 cái. Búng đi. Anh sai. Thằng này, ô con chơi có chịu mày. Đứng búng rồi anh đâu. Vừa nãy em búng nó 10 cái không được. Xuống đi anh cho công công tính tiền nhanh à. Đi xuống đây. Nào biến đi 20 cái. Ok. 200 cái còn 20 cái thôi. Anh là chân răng hả? 90 và 96. Được rồi anh chơi. Bài anh 80 đấy. 80 được. 96. Bài anh 80 mà bài 80. Búng đi mày. Tôi ôm tay lại. Tôi ôm tay đông rồi. Chơi chơi á. À, có chơi có chịu nhá thằng này. 3 anh 8 90. 1 2 3 Còn cái nữa. Còn cái nữa. Chơi nữa. Ông chơi nữa. Mấy anh em ngồi uống nước. Đánh hội thì uống nước cả nhà. Mời cả nhà nhá. Ngồi nghe nhạc luôn. Mấy anh em vẫn đang ngồi quậy nốt mấy trận. Ngồi uống nước. Mình mệt quá chắc là mình sẽ ngủ trước. Có chăn có màn rồi, không có sợ muỗi. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi ủng hộ Hoàn nha. Nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ comment bình luận ý kiến của mọi người xuống phía dưới nha. Yêu cả nhà nhiều.